Con nuôi Phi Nhung được Mạnh Quỳnh nâng đỡ, Ngọc Sơn cũng báo tin vui lớn về Hồ Văn Cường. Mới đây, con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung Tuyết Nhung đã sang Mỹ và có show diễn với Mạnh Quỳnh. Cộng đồng mạng cho rằng rất nhiều khả năng sẽ là tiết mục tưởng nhớ tới Phi Nhung. Theo Mạnh Quỳnh chia sẻ, ban đầu anh sẽ hát cùng với Tuyết Nhung và hai người con nuôi của giọng ca Bông Điên Điển. Tuy nhiên vì một số trục trặc mà cuối cùng chỉ có Tuyết Nhung được đến Mỹ tham gia. Trong khi đó, Hồ Văn Cường cũng không có động thái mới. Tuy nhiên, danh ca Ngọc Sơn lại đăng tải tin vui về nam ca sĩ. Cụ thể, Ngọc Sơn đã thông báo về live show của mình vào thời gian tới. Nam danh ca còn nhấn mạnh vào đêm ngày 6 tháng 8 sẽ có xuất hiện của Hồ Văn Cường phục vụ khán giả xuyên suốt 3 tiếng đồng hồ. Hẹn Quảng Bình vào ngày 31 tháng 7 năm 2022, thầy trò Ngọc Sơn, Ngọc Thảo sẽ cháy hết mình. Đặc biệt, đêm 6 tháng 8, tại 62 Trần Quang Khải quận 1, Ngọc Sơn, Thanh Thảo, Hồ Văn Cường cùng các nghệ sĩ sẽ biểu diễn phục vụ đại gia đình xuyên suốt hơn 3 tiếng đồng hồ với nhiều tiết mục hấp dẫn. Cùng ban nhạc trống đồng, kính mời cả nhà đến xem ủng hộ. Cả nhà mến thương, đừng quên đêm nay 29 tháng 7 và ngày mai 30 tháng 7, Ngọc Sơn sẽ cháy hết mình tại Từ Sơn Bắc Ninh yêu dấu. Phía dưới bình luận, rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự hào hứng của mình với show diễn. Người hâm mộ gửi lời chúc mừng và mong rằng đêm diễn của hai thầy trò sẽ thành công mỹ mãn. Vào tháng 10 năm 2021, một tháng sau khi Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường cùng bố mẹ đẻ được quản lý, mẹ nuôi trao lại toàn bộ số tiền cát xê suốt 5 năm đi hát, tiền thưởng lúc giành ngôi quán quân thần tượng âm nhạc nhí năm 2021. Công ty cũng tuyên bố tặng thêm cho gia đình nam ca sĩ trẻ 500 triệu đồng, đúng như lời hứa của Phi Nhung lúc còn sinh thời. Đồng thời, giọng ca sinh năm 2002 tuyên bố tách khỏi công ty, ra ở riêng. Thời gian qua, được Ngọc Sơn nâng đỡ, Hồ Văn Cường quay trở lại nghệ thuật đầy mạnh mẽ. Nam ca sĩ liên tục nhận show diễn và thực hiện hết mình trên các sân khấu. Mới đây, ông Hoàng Nhạc Xến khẳng định chuyện Hồ Văn Cường nhận cát xê 200 triệu đồng là có thật. Cũng theo Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường cũng trong quá trình học hè tại trường, đồng thời tiếp tục dành thời gian luyện thanh, trau dồi kỹ năng biểu diễn.